Đây nè, chú thấy giờ nước đất tới đây nó cứ ngắt rồi, nó đâu có sâu nữa đâu mà nó nước đâu có nhiều đâu mà nó có phù sa. Mấy năm lớn là có phù sa nhiều thì mình lội xuống là coi như cái giò mình nó lạnh đó. Mình làm lúa cũng trúng, làm sen cũng trúng. Còn bây giờ thì phù sa nó ít xịu à, đất nó lội vô nó còn nghe cứng luôn. Nước nó đâu có ngập bao lâu đâu. Cánh đồng này nằm trong đê bao và làm 3 vụ nếp một năm. Để đạt mức lời khoảng 1,5 triệu đồng mỗi công đất, người nông dân phải tốn 1,3 triệu đồng tiền phân thuốc. Đã khép kín rồi bắt đầu cái không có lượng phù sa thì cái lượng đất càng ngày nó bị bạc đi, tức là cái lượng phân nó phải nhiều hơn, chi phí phải cao hơn. Giống lúa vậy mềm xẹo nó không có như hồi trưa mà bám cứng khả cứng đâu. Nó kỳ cục lắm, sao màng khá được khá. Từ màng giỏi lắm mới được gì đó nghe. Còn người ta tệ dữ lắm kìa em ơi. Theo các nhà khoa học, tình trạng đất đai suy thoái bạc màu hiện nay có phần do các tuyến đê bao khép kín. Đê bao giúp sản xuất 3 vụ lúa một năm an toàn nhưng cũng ngăn phù sa vào ruộng. Giờ để đủ nước canh tác, nông dân phải dùng máy bơm đưa nước vượt đê bao. Khi không có phù sa thì đất càng ngày càng nghèo đi. Cái thứ hai nữa thì cái chất độc do cái rơm rạ mà nó phân hủy ra đó, nó tích tụ ở trong đất, nó làm cho cái rễ lúa nó kém phát triển. Ngành nông nghiệp khuyến cáo để hạn chế đất đai bạc màu nghèo dinh dưỡng, nông dân cần xử lý kỹ rơm rạ, tăng cường sử dụng phân hữu cơ di sinh. Và cứ sau 2 năm liên tiếp làm lúa 3 vụ thì năm thứ 3 nên cho đất nghỉ một vụ để lấy phù sa. Đối với địa phương thì ta cũng có cái dự kiến là cho cái xả lũ, nhưng mà những năm gần đây thì nước nó quá nhỏ, thành thử ra cái xả lũ vô cái diện tích này thì nó xả không được, tức là mực nước không dâng lên được.